chào các bạn đã đến với kênh của Hiếu Quỳnh. Hôm nay Quỳnh xin chia sẻ mẹo để làm bánh bột, cái bột bánh mì mềm xốp đó các bạn. Mình cũng đã thử làm rất nhiều lần bánh mì, nhưng hôm nay thì mình đã học được một cách để làm cái bột bánh mì cho nó mềm và xốp. Thì mình xin chia sẻ với các bạn luôn là công thức ở đây mình mua bột mì đa dụng nha. Bột mì cái hiệu nào cũng được, nhưng mà các bạn dùng bột mì đa dụng nè. Và để nói cho dễ hiểu hơn á, cứ 400g bột mì thì các bạn sử dụng một bịch sữa. Sữa có đường hay không đường gì thì cũng được, nhưng bịch sữa này chỉ có 220ml thôi. Cái phần men khô là không thể thiếu nha các bạn. Men khô này mình có thể mua trong các siêu thị á, người ta có bán sẵn như gì nè. Thì người ta cũng có bán cái bịch 100g nữa. Cái bột men nó gì nè, các bạn nhìn thấy nè ha. Mình sử dụng là 8g men và chanh, đặc biệt là chanh nha. Các bạn cắt miếng chanh tươi như vậy nè. Mình sử dụng là 2 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê muối. Bởi vì cái này nó nhẹ quá các bạn, mình cũng không có thể nào mình có cái cân nhỏ mà mình cân được, mình cứ sử dụng cái muỗng cà phê này nè. Đây, 1 muỗng cà phê. Các bạn sử dụng cái muỗng cà phê này nha. Nè, nhìn thì mình cũng hiểu rồi ha, mình ít hơn còn nhiều hơn chút xíu xíu cũng không sao. Còn đường cát trắng mịn thì mình sẽ sử dụng là 60g. 60g đường nha các bạn. Rồi phần tiếp theo thì các bạn lưu ý cho mình sẽ dùng một cái chén, mình cho một muối vào đây, mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê nước cốt chanh này ha. Rồi mình cho vô cái muối. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho đường. Mình sẽ trộn đều lên. Đây những hỗn hợp mà mình đã trộn đều hết rồi nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho 400g bột vào trong một cái thau. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần hỗn hợp đường với chanh với muối lúc nãy nè. Rồi, mình sẽ trộn đều lên với bột. Các bạn lưu ý, mình không cho men trực tiếp vào trong lúc này, bởi vì men mà gặp muối á, là nó sẽ không có nở nha các bạn. Cho nên mình cứ trộn đều bột với cái hỗn hợp lúc nãy đó. Sau khi đã trộn đều cái phần bột đó rồi thì bắt đầu tiếp theo mình mới cho men. Rồi, cho men rồi mình cũng trộn đều lên luôn. Trộn đều vô rồi thì mình sẽ cho từ từ cái phần sữa. Mặc dù là cái lưu lượng á mình đã có rồi, nhưng mà các bạn có nên làm trình tự như thế này á, thì cái men, phần men nó mới có hiệu quả. Cái phần sữa này mình không có cho một lần một. Các bạn lưu ý là mình không có cho vào một lần một cái phần sữa nha. Mình cho từ từ rồi mình tiếp tục mình nhồi, cho khi thấy nó khô rồi thì mình mới cho từ từ vô. Chứ một lần một mà mình đổ ụp vô hết cái bịch sữa này á là cái bột nó sẽ bị nhão, mà nó không bao giờ mà nó khô lại. Đó là cái mẹo mà các bạn nên lưu ý đó. Thì lúc đầu các bạn nói cái liều lượng thì nó đã có rồi, tại mà cứ để bột rồi cứ tất cả hỗn hợp mình để chung vô hết một lần một á là mình làm không có thành công đâu, bởi mình đã thử rất là nhiều lần rồi và mình làm với trình tự như vậy á, cái men của mình nó nở rất là tốt. À, nhà ai có cái máy thì mình để vô máy mình đánh nha các bạn. Đó, bây giờ nó khô rồi mình tiếp tục mình cứ cho từ từ cái phần sữa này rồi mình nhồi ha. Rồi có thể mình dùng cái tay mình á, mình nhồi mang qua tay hay mình rửa tay sạch gì đó mình nhồi cũng được, cho thành một cái khối bột lại. À, mình không cần phải nhồi bằng tay, chỉ cần có cái cây silicon này các bạn cứ ém bột từ từ như vậy nè. Đó. Còn nếu mình không quen á thì mình sử dụng tay nha, mình nhồi như vậy cũng rất là lâu, khoảng 35 phút. Bột đã nhồi được tới đây rồi nè, thì các bạn cho mình một muỗng canh dầu ăn hoặc là mỡ heo cũng được, và nhà bạn nào có bơ thì mình sử dụng bơ nha. Cái muỗng này nè các bạn, đó muỗng này nè. Rồi bắt đầu mình sẽ nhồi tiếp theo nha. Mình sẽ cỡ cái phần bơ đó mình có thể dùng 15g bơ. Ở đây thì mình sử dụng dầu ăn hoặc là mỡ heo gì cũng được. Ở nhà có gì thì mình sẽ làm từng cái đó ha, nó cũng dễ. Rồi các bạn nhồi đến nỗi mà cái thau nó không có còn dính, và cái cây silicon của mình nó cũng không có dính luôn, và đặc biệt là nó giờ mình nhìn thấy rất là dai, như vậy là bột của mình đã đạt rồi.
Rồi các bạn có thể dùng màng bọc thực phẩm hoặc là cái gì đó để mình đậy kín lại và ủ 45 phút nha. Mình ủ mà thấy bột nổi gấp đôi như vậy là các bạn thấy là bột nó đạt. Và mình để nơi ấm ấm á, có nhiệt độ ấm ấm á, hoặc là có nắng á, mình đem ra mình để cho nắng nhẹ, mình kiếm đồ mình đậy lại nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái khuôn sẵn ha. Mình sẽ phết dầu ăn hoặc là bơ vào trong cái tấm giấy nến này. Và nhà các bạn nào mà mình có bơ á, thì mình dùng bơ. Còn nhà như có mỡ heo thì mình dùng mỡ heo hoặc là dùng dầu ăn vẫn được. Ở bên đây á, là cái phần khô trà bông nè. Hôm nay mình sử dụng trà bông heo nha các bạn. Mình mua sẵn ở trong siêu thị á. Người ta có bán sẵn cái gì rất là tiện dụng. Cho một ít bột khô lên cái bàn. Rồi bây giờ mình sẽ trắng từng cục bột ra, mình chia đều đi nha các bạn. Mình có cây cân thì mình để lên mình cân đều ra tùy theo lớn nhỏ đó. Rồi bây giờ mình đã chia đều, mỗi viên như vậy là 80g, được 8 viên. Rồi mình tiến hành phết dầu lên cái khuôn. Rồi bây giờ mình sẽ để cục bột lên. Mình dùng cán nhẹ ra nha các bạn. Mình cán nhẹ nhẹ ra như vậy nè. Sau khi cán mỏng ra thì các bạn sẽ tha cái phần bơ hoặc dầu lên trên cái bơ pha mỏng thôi. Cái da bánh nè. Mình thấy làm cách này cái bột nó rất là xốp và mềm. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tiến hành các bạn từ từ gấp những cái nếp bột này nè. Đó. Mình nhẹ nhàng mình gấp như vậy ha, lên. Cái này rất là quan trọng nha các bạn. Rồi bắt đầu tiếp tục mình sẽ cán nhẹ tay. Cán xong rồi thì mình sẽ cho cái phần trà bông lên. Mình làm như vậy nè, nó sẽ xốp mềm và tách lớp giống như là mình làm bánh trung thu hình lớp vậy đó. Sau khi nó nở ra rồi là cái bột bánh của mình nó rất là xốp. Là nhờ cái phần dầu mình cán mình lúc nãy đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cán nhẹ cho nó dính vào trong cái phần bột của mình. Rồi bây giờ phần tiếp theo ha, mình từ từ mình gấp những cái nếp bánh này y như lúc nãy đó. Bây giờ mình cho vào khuôn hết rồi. Mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm đó các bạn. Mình bịt lại, mình tiếp tục để 30 phút nữa thì mới đem nướng được nha. Để cho cái phần bột nó nở thêm ra, cho bột nó nghỉ đó. Trước khi bắt đầu nướng bánh thì các bạn sẽ khởi động lò khoảng 10-15 phút. Để cho cái lò mình nó nóng và nó diệt vi khuẩn nha. Mình nướng với nhiệt độ như vậy nè. Và cái chén dầu ăn lúc nãy mình cho vào đây cái lòng đỏ trứng gà. Và trong thời gian mình ủ, mình đậy ba bằng cái màn bọc nè. Các bạn thấy cái phần bánh nó có nở ra như vậy là bánh của mình mới đạt nha. Rồi trước khi cho vào lò thì mình sẽ tiến hành xịt sơ nước lên bên trên. Các bạn dùng cái bình xịt nhỏ nè, mình xịt sơ cho bánh mì của mình không có bị khô. Mình sẽ nướng 10 phút. Rồi các bạn nướng 10 phút. 10 phút sau thì mình sẽ phết cái phần trứng với dầu hồi nãy mình đánh đó các bạn. Mình đánh lên như vậy nè. Đó, bây giờ mình phải phết đều hết cái bánh của mình nha. Muốn cho cái bánh nó đẹp thôi thì mình rải thêm một xíu mè để cái bánh của mình nó đẹp một chút. Mình quét lên các bạn thấy cái bánh nó vàng ngon ha. Đó.
Bây giờ thì mình sẽ đẩy lại vào trong cái lò, tiếp tục nướng 20 phút. Nhiệt độ như vậy nè. Nè, cái bánh của mình nè, cái bột của nè, các bạn thấy không, xốp và nó tách cái phần lớp và nó rất là mềm nha. Đó, đó các bạn cứ cán và làm theo cách này thì mình thấy cái bột nó rất là mềm và xốp nè. 20 gram vậy em.